Chào các bạn, chúc các bạn có những giây phút thư giãn thật vui vẻ, thoải mái. Mình rất vui khi các bạn đã đến với kênh văn hóa du lịch của mình. Làng vườn hoa cây cảnh Bắc Thuận cho đến nay đã có hơn 100 tuổi đời, nằm cạnh dòng sông Hồng mang nặng phù sa, màu mỡ. Đây là một làng quê tiêu biểu của vùng đồng bằng Bắc Bộ, cũng là làng vườn đẹp của tỉnh Thái Bình, còn lưu giữ nhiều nếp nhà Việt cổ và có nghề trồng hoa cây cảnh lâu đời. Clip này mời các bạn tham quan trải nghiệm một nhà vườn rất là đẹp theo phong cách cổ truyền ở làng hoa cây cảnh Bắc Thuận. Khuôn viên nhà vườn truyền thống không thể thiếu một khoảng sân trước nhà có luống rau xanh, bên hông vườn là lối vào trồng hàng cây hoa, cây ăn quả đung đưa. Ngôi nhà tái hiện một cách chân thực hình ảnh mộc mạc hết sức giản dị nơi thôn quê xa xưa. Không gian kiến trúc nhà vườn cổ truyền mang màu sắc của người Việt. Tinh hoa trong kiến trúc Việt còn có giá trị đặc biệt tận đến ngày nay. Đã có không ít gia chủ tìm đến kiến trúc nhà vườn cổ truyền với mong muốn tìm lại khung cảnh thanh bình, tĩnh lặng của làng quê Bắc Bộ ngày xưa. Khi đến với nhà vườn, mình có cảm giác rất là gần gũi với thiên nhiên. Cảm nhận rất rõ tiếng gió của tự nhiên, tiếng chim hót, nước chảy róc rách như là tiếng của rừng núi vẫy gọi. Các bạn đang chiêm ngưỡng khuôn viên nhà bác Tuấn ở xã Bách Thuận, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Đây là một cái khuôn viên nhà vườn rất là đẹp, đẳng cấp quốc gia. Khuôn viên nhà bác rộng 2 mẫu các bạn ơi, tương đương với hơn 7.000 m². Đấy, một khuôn viên cổ truyền Bắc Bộ, có vườn cây, ao cá và nhà gỗ cổ truyền Bắc Bộ. Xung quanh khuôn viên nhà bác có rất là nhiều các cái dòng cây cổ truyền như là mẫu đơn, đấy, cây lộc vừng, các loại cây ăn quả, cây lấy hoa. Đấy, và ngoài ra còn có rất là nhiều các cái tác phẩm bonsai nghệ thuật. Bao nhiêu mét vuông bác ơi? 2.000 m. 2.000 m à? Một cái ao tương đối là rộng 2.000 m² bạn ơi. Bác kê nuôi rất là nhiều các loại cá như là chấm, rồi là cá chép vàng. Các bạn đang chiêm ngưỡng một cái nhà chòi lục giác bác ấy mới hoàn thành xong. Đấy, ở ngay cạnh bờ ao, một cái không gian nghỉ dưỡng rất là đẹp. Đây chính là nơi giao lưu tiếp khách và cũng là nơi thư giãn rất là tuyệt vời của gia đình bác ấy. Đấy, một cái nhà chòi bằng gỗ lim. Vâng, cái mộc này bao nhiêu năm rồi bác? 100 năm rồi à? Và cái trị giá cái mộc này giờ bao nhiêu bác? Hơn 100 triệu rồi. Đấy, nhà bác Tuấn có rất là nhiều các cái cây mộc, rồi là mẫu đơn cổ hộ. Hai loại cây cổ truyền được cha ông ta sử dụng để trang trí cho sân vườn và các cái công trình rất là nhiều. Đấy, nổi bật lên trên khuôn vườn ngay trước cổng ra vào nhà bác ấy, đó là một cái hòn non bộ rất là đẹp các bạn ơi. Đấy, cao to và rất là đẹp. Xung quanh bể này bác nuôi cá gì đấy bác Tuấn ơi? Coi. Cá koi.
Đấy, bác cứ nuôi cá koi nhưng mà vì nước không được trong nên là mình cũng không quay được chi tiết các cái con cá koi. Đấy thì các bạn có thể là quan sát cái khuôn viên xung quanh hòn Non Bộ. Khuôn viên rất là đẹp. Đấy, xung quanh bác ấy có tạo một cái tiểu cảnh đồi tùng với những cái cây tùng cối rất là già dặn. Tiểu cảnh Non Bộ là loại hình kiến trúc cảnh quan thu nhỏ, có sử dụng các yếu tố chủ đạo, nước, đá và cây xanh để tạo nên phong cảnh sơn thủy hữu tình, có ý nghĩa về mặt phong thủy, sinh thái, mỹ thuật. Tùy thuộc vào không gian bố trí tiểu cảnh mà sẽ có cách làm hòn Non Bộ thác nước, tạo nên các mô hình tiểu cảnh mini hay cỡ lớn ở sân vườn, trong nhà đẹp. Và hòn Non Bộ có thể trở thành tiểu cảnh ở gầm cầu thang, sân vườn, giếng trời, ban công. Tiểu cảnh mini trong nhà có giá trị lớn về phong thủy và trang trí kiến trúc nhà cửa. Hòn Non Bộ mang trong mình nhiều ý nghĩa về phong thủy và nghệ thuật đối với không gian sống. Đặt tiểu cảnh Non Bộ ở đâu cần phải xem xét kỹ lưỡng về vị trí và hướng để kích hoạt được khí tốt, hút tài vận, tăng tính nghệ thuật cho không gian và cũng không ảnh hưởng tới sinh hoạt của gia đình. Đồng thời, đối với tiểu cảnh Non Bộ nên đặt ở vị trí thuận lợi, thoáng và có nhiều ánh sáng. Tiểu cảnh thác nước nên tránh để nước bị vương vãi. Nước phải luôn sạch sẽ, không tù đọng và ô nhiễm. Từ trong ra ngoài, ngôi nhà gỗ cổ là một không gian cây xanh rậm rạp tùm, tạo cho mình một cảm giác rất mát mẻ và đẹp mắt khi vào nhà vườn. Không gian xanh, thoáng mát, hài hòa của căn nhà ngói gợi nét đẹp văn hóa truyền thống ở vùng nông thôn Bắc Bộ. Nhà vườn có sân vườn rất đẹp, tường bao, lối đi, sân nhà sử dụng tất cả các chất liệu truyền thống là gạch đỏ, sỏi, gỗ và đá tự nhiên. Nhà vườn của bác Tuấn có 3 loại cây chính. Loại thứ nhất là các cây cho hoa như mộc hương, mẫu đơn, hoa hồng, hoa tường vi, hoa nhài, phong lan các loại, hoa dâm bụt xung quanh tường ao và lối đi. Loại cây thứ hai là cây ăn quả như cây mít, bưởi, chuối, xoài, nhãn. Loại cây thứ ba gồm các loại cây bonsai, cây cảnh nghệ thuật như xanh, lộc vừng, tùng cối. Đúng là một nhà vườn rất phong phú về các loại cây. Bác Tuấn là một doanh nhân thành đạt nhưng lại yêu thích không gian nhà vườn nên bác đã rời bỏ cuộc sống đô thị về quê vui thú điền viên để hàng ngày được xem hoa nở, cho cá ăn, chăm sóc cây cảnh, nghe chim hót, thả tâm hồn vào trong những nét đẹp thôn quê. Nhà vườn của bác Tuấn có rất là nhiều cây hoa mộc hương, cây mẫu đơn, lâu năm và các loại hoa hồng. Bạn nào muốn giao lưu với bác Tuấn có thể liên hệ qua số điện thoại 0912 064 282. Mình đọc lại số điện thoại của bác Tuấn 0912 064 282. Địa chỉ nhà vườn của bác Tuấn là xã Bách Thuận, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình.
các bạn cùng vào chiêm ngưỡng ngôi nhà gỗ của bác Tuấn. Bác cho biết ngôi nhà của bác được mua từ tỉnh Hải Dương và đã được gần 100 tuổi. Nhà gỗ lim nên mọi chi tiết vẫn còn rất tốt. Bác có trang trí bổ sung thêm các bức tranh gỗ và một số chi tiết cho phù hợp với thị hiếu của gia đình. Ngôi nhà gỗ của bác được phủ một lớp sơn bóng nên trông có vẻ hơi tươi mới. Điều này cũng tùy thuộc vào phong cách của từng gia đình. Có những gia đình thì muốn để gỗ mộc nhìn cho rêu phong và cổ kính. Có những gia đình thì muốn tươi mới nên có thể là phủ lên một lớp sơn bóng để lúc nào cũng bóng bẩy và chống được bụi, và quan trọng là bảo vệ được đồ gỗ. Tuy nhiên mình thì mình thích phong cách để gỗ mộc hơn. Làm nhà gỗ cổ thì phải đi đôi với nội thất cổ, nên gia chủ đã sưu tầm đầy đủ bộ nội thất cổ theo phong cách cổ truyền Bắc Bộ, gồm có sập gụ, tủ tre, trường kỷ, đồng hồ côn, tranh gỗ, bộ tượng tam đa. Những sản phẩm nội thất gỗ được chạm khắc một cách tinh xảo, được khảm chai. Ngoài ra còn một số đồ sứ như bát, đĩa, chóe, lộc bình. Mình và các bạn đã tham quan trải nghiệm một nhà vườn đẹp. Rất chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn hãy chia sẻ clip cho mọi người cùng xem. Nhớ đăng ký để nhận được thông báo mới nhất từ kênh Văn hóa Du lịch. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo.